Tất cả các anh chị, mình tên là Jenny Trinh Nguyễn. Thì Trinh hiện tại đang sinh sống tại thành phố Arlington, Texas. Thì hôm nay đó, Trinh muốn chia sẻ với các anh chị một cái cách để anh chị có thể kiếm thêm nhiều tiền từ cái tiệm nail của mình. Một cái cách để anh chị có thể tăng thêm thu nhập từ trong tiệm nail của mình. Và nếu anh chị áp dụng đúng cái cách này thì không những anh chị có thể tăng gấp đôi, anh chị có thể tăng gấp 3 và tăng gấp 4 và hoặc là tăng nhiều hơn vậy nữa. Bởi vì đó, điều này đã được chứng minh trong vài năm qua thì tụi Trinh đã làm cái chương trình này rất là nhiều ở khắp các tiểu bang trên nước Mỹ và Canada. Thì những ai mà áp dụng cái cách làm này đúng thì đều tăng gấp đôi thu nhập hoặc là hơn như vậy. Thì ngày hôm nay có thể là có rất nhiều anh chị nghe qua cái video này, anh chị đã từng làm qua ngành nail 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc có thể là hơn như vậy nữa. Thì trong những năm tháng anh chị làm trong ngành nail đó, anh chị có cái cách nào, có cái phương pháp nào, có cái chiến lược nào để mà mỗi năm tiệm anh chị lại cứ tăng thu nhập không? Thì đó là cái thử thách của ngành nail của mình bây giờ. Cái thứ hai nữa anh chị biết đó là tại sao á có những cái tiệm rất là đông khách nhưng mà cũng có những cái tiệm lại không có đông khách. Thì cái sự khác biệt giữa cái tiệm đông khách và cái tiệm vắng khách là cái gì? Mình luôn luôn nói rằng giữ thợ thì rất là khó. Bằng cách nào để mình có thể giữ thợ? Bây giờ thợ vô thợ ra liên tục, thợ giỏi giỏi thì thợ ra mở tiệm. Vậy bằng cách nào để anh chị có thể giữ được thợ và có thể giữ luôn cả khách của mình? Rất là nhiều người Việt Nam của mình qua bên này sinh sống làm việc và rất là nhiều người Việt Nam của mình làm nail rồi sau đó ra mở tiệm nail rất là nhiều. Nhưng mà anh chị thử hỏi đó là chúng ta đang kinh doanh ngành nail hay là chúng ta đang lấy công làm lời? Và nếu mà mình đang kinh doanh trong ngành nail đó thì anh chị có biết được cái xu hướng của người khách hàng của mình bây giờ là cái gì hay không? Có biết được họ cần và muốn cái gì hay không? Có phải họ bước vào tiệm nail của mình chỉ để về sơn ngón tay, sơn ngón chân, làm tay làm chân không ạ? Trên thực tế là không phải đúng không ạ? Nếu anh chị đặt mình trên một cái cương vị của một người khách hàng thì nếu anh chị không làm tay và không có làm chân, anh chị có cảm thấy khó chịu không? Nhưng mà có những cái nhu cầu nếu người ta không có, người ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Mà ngành nail của mình có thể đáp ứng được nhưng mà mình lại chưa có để ý. Ví dụ như là kem dưỡng da nè, chị em phụ nữ của mình nếu không đắp kem dưỡng da trong vòng 3 ngày đi, mình có cảm thấy rất là khó chịu, chịu không nổi không? Và bắt buộc mình phải đi kiếm kem dưỡng da để xài đúng không ạ? Và cũng nhiều lắm, cái tình trạng này là một cái tình trạng mình có thể nói là cái tình trạng xấu của ngành nail, đó là mình phá giá. Thì anh chị có cách nào để khắc phục cái tình trạng phá giá và nâng cái giá thành của sản phẩm của mình lên, nâng cái thu nhập của anh chị em làm nail của mình lên không? Thì hôm nay Trinh có cái giải pháp cho các anh chị. Đây là những cái giải pháp mà Trinh cũng giống như là đội nhóm đã áp dụng ở khắp nơi trên nước Mỹ và Canada. Và rất nhiều các tiệm nail đã hưởng ứng và họ đã áp dụng những cái phương pháp này vào trong tiệm nail và đã giúp cho họ tăng được cái thu nhập trong tiệm nail. Thì đây là những cái ví dụ, những cái dẫn chứng cho các anh chị có thể thấy. Và những cái phương pháp làm việc, anh chị có thể tăng gấp đôi thu nhập với cái lượng khách mình đang có, với những cái khách hàng mình đang có, với cái thợ nail của mình, thợ cũng có thể tăng gấp đôi cái thu nhập. Thì đây là những cách mà tụi Trinh đã làm. Thì khi mà anh chị làm kinh doanh trong ngành nail như lúc nãy Trinh có nói đó, là mình có biết được cái nhu cầu của khách hàng của mình hay không? Anh chị bước vào một cái tiệm cắt tóc của Mỹ đó, thì anh chị thấy là ngay trước cửa tiệm là một cái quầy bán hàng. Và khi mà người khách vào cắt tóc chỉ 10 đồng thôi, nhưng mà bước ra có thể là sử dụng 3-4 năm 50 đồng ở trong cái tiệm đó. Mua những cái sản phẩm như xà bông gội, gel, wax, vân vân và vân vân. Có những cái sản phẩm không liên quan gì tới tóc người ta cũng bán và người ta cũng mua nữa. Và theo thống kê các anh chị thì 40% các anh chị thu nhập là từ dịch vụ. Và 60% còn lại đó anh chị thu nhập là từ bán những cái hàng lẻ. Mà ngành nail của mình á, là một cái kho tàng, một cái nơi các anh chị có thể lấy tiền vào. Tại vì những người phụ nữ, những người đàn ông bước vào tiệm nail của mình là họ có cái nhu cầu làm đẹp,
không những để làm chân, làm tay, làm mạch, xài cho cơ thể, vân vân và vân vân. Và nếu mà anh chị đã thu vào trong cái tiệm của mình 1.000 đồng tiền dịch vụ mỗi ngày thì anh chị đã mất đi 1.500 đồng tiền anh chị bán lẻ. Và nếu nhân lại đó thì một năm anh chị đã mất đi 547.500 đồng trên một năm, hơn nửa triệu các anh chị. Vậy thì bây giờ để mà làm sao tăng cái thu nhập trong tiệm nail, mình phải nói tới cái thực trạng của ngành nail bây giờ. Khi mà cái nền kinh tế của thế giới đi xuống, ngành nước Mỹ đi xuống thì cái ngành nail của mình cũng bị đi xuống. Thứ hai nữa, anh chị em của mình, cộng đồng của mình mở tiệm nail khá nhiều, cho nên dẫn tới mình cũng bị ảnh hưởng. Và thứ ba là cái hiện tượng phá giá, đúng không các anh chị? Khi mà mình biết đến được cái thực trạng của ngành nail của mình như vậy rồi đó, thì anh chị có cách nào để có thể tăng thêm thu nhập trong tiệm nail không? Chỉ có 3 cách duy nhất anh chị có thể tăng thu nhập trong tiệm nail. Cách thứ nhất đó, là mình phải làm sao để tăng được số lượng khách mới. Nếu như mà mình có những cái dịch vụ độc đáo nè, những cái dịch vụ khác người ta nè, những cái dịch vụ chất lượng nè, thì anh chị nghĩ khách có giới thiệu khách giùm cho mình hay không? Thứ hai là mình làm sao để tăng cái số lần khách đến. Và cái thứ ba đó là cái tình trạng mà khách hàng xài tiền nhiều hơn. Hồi xưa khách vào trong tiệm xài 100-200 đồng, bây giờ còn có 30-40 đồng. Bằng cách nào bây giờ mình quay trở ngược lại, mình cho khách hàng xài gấp đôi hoặc gấp ba như vậy nữa, thì có phải là mình có thể tăng thêm thu nhập không các anh chị? Thì tụi Trinh có những cái dòng sản phẩm độc đáo, những cái dịch vụ chất lượng, thêm những cái dịch vụ khác nữa, các anh chị có thể ép vào những cái sản phẩm bán hàng lẻ, thì chắc chắn các anh chị sẽ đạt được ba cái mục tiêu tăng thu nhập trong tiệm nail như vậy. Trinh lấy một cái ví dụ rất là cơ bản. Đầu tiên á, là giống như lúc nãy mình nói là mình tăng số lượng khách hàng, mình tăng số lần khách đến và mình tăng số tiền khách chi, đúng không ạ? Thì ví dụ như tiệm anh chị có 100 người khách, mỗi tháng như vậy người ta tới với mình 2 lần, mỗi lần như vậy thì người ta chi tiêu xài là 25 đồng, thì anh chị sẽ có 5.000, đúng không ạ? Bằng cái phương pháp tăng những cái dịch vụ độc đáo, những cái thêm dịch vụ, rồi bán hàng lẻ, rồi những cái sản phẩm natural, thì anh chị có thể tăng 15% thu nhập, chỉ cần 15% thôi các anh chị. Thì anh chị sẽ có là 115 lượt người khách tới, 2.3 lần khách tới, và số tiền khách chi sẽ là 28.75 đồng. Anh chị sẽ có cái thu nhập là 7.650 đồng. Anh chị thấy nè, mình tăng 15% thôi, nhưng mà mình đã tăng 50% cái thu nhập của mình rồi. Sau khi mình tăng 15% rồi thì bây giờ mình làm sao mình tăng thêm 10% nữa là 25%. Thì anh chị sẽ có đó là 125 lượt người khách đến, 2.5 lần, và số tiền khách chi sẽ là 31.25 đồng. Tổng thu nhập của các anh chị sẽ là 9.766 đồng. Anh chị thấy không? Từ 5.000 lên 9.766 đồng, tức là mình đã tăng 100% thu nhập trong đó rồi. Thì nãy giờ Trinh phân tích, Trinh chia sẻ với các anh chị để cho các anh chị hiểu được bằng cách nào và cái thị trường ra làm sao, vân vân và vân vân. Nhưng mà để anh chị có thể tăng được cái thu nhập trong tiệm của mình, anh chị giúp Trinh nhớ một cái trang này thôi là đủ rồi các anh chị. Trinh có nói đó là mình tăng thu nhập của mình thâu vào từ dịch vụ và từ bán hàng. Thì từ dịch vụ anh chị có những cái dịch vụ mới như là Natural Pedicure, Manicure, Refreshing Mask là một cái dịch vụ hoàn toàn xưa nay mình chưa có. Mình bán hàng thì có rất là nhiều hàng các anh chị có thể bán. Nhưng mà Trinh chỉ lấy là ba cái sản phẩm tượng trưng, và những cái sản phẩm là những cái sản phẩm mà trong tiệm nail người ta bán rất là nhiều. Cái thứ nhất đó anh chị là cái Soul Solution. Cái thứ hai đó là cái Marine Mud Mask. Cái thứ ba đó là cái Liquid Body Lube ra. Ví dụ như là cái Natural Pedicure, anh chị làm 10 người khách một ngày, mỗi cái chân như vậy đó anh chị tăng thêm, lời thêm là 10 đồng, thì anh chị sẽ có là 100 đồng, đúng không ạ? Với cái Manicure anh chị chỉ cần làm 5 cái thôi, mỗi cái đó là anh chị tăng thêm 5 đồng, và như vậy đó là anh chị sẽ có là 25 đồng thêm, đúng không ạ? Và cái Refreshing Mask á, thì xưa nay anh chị chưa có. Bây giờ anh chị làm á, 10 cái thôi, mỗi cái như vậy đó mình thâu vào tối thiểu là 30 đồng, thì anh chị sẽ có là 300 đồng nữa. Đối với bán hàng lẻ, một ngày như vậy anh chị chỉ cần bán 2 cái sản phẩm thôi, 2 cái Soul Solution, anh chị lời, đây là cái tiền lời nha, là 10 đồng, thì anh chị sẽ có là 20 đồng. Nếu anh chị bán những cái mặt nạ, những cái mask để mà đắp mặt á, anh chị bán 2 cái thôi, mỗi cái như vậy anh chị cũng lời 10 đồng, thì anh chị sẽ có thêm 20 đồng nữa.
Và body lướt rà là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Khi mà mình sử dụng thì nó, anh chị sẽ cảm nhận được là rất là tuyệt vời. Anh chị chỉ cần bán 2 cái thôi, mỗi cái như vậy đó anh chị lời là 10 đồng. Cái này là tiền lời anh chị ha, không phải tiền vốn, vốn mình đã trừ ra rồi. Thì anh chị sẽ có là 20 đồng nữa. Khi cộng lại cái tổng số này, anh chị sẽ có là 485 đồng trên một ngày. Anh chị nhân cho 30 ngày trên một tháng, anh chị sẽ ra là 14.550 đồng. Anh chị chia 64 cho thợ và chủ thì anh chị sẽ có là 5.820 đồng. Đối với cái việc bán hàng đó anh chị không có nhất thiết phải chia 64. Anh chị có thể chia cho thợ 2 đồng, có thể chia cho thợ 3 đồng, có thể chia cho thợ 5 đồng. Và nhiều người cũng có thể làm nhiều cách khác nhau, có thể là cho thợ chẳng hạn. Tại vì khi mà anh chị mua những cái sản phẩm này anh chị làm trong tiệm, anh chị bán trong tiệm, thì ngoài cái việc anh chị thâu được cái lợi tức từ cái service và từ cái bán hàng của mình, từ cái dịch vụ và từ cái bán hàng của mình, thì anh chị còn thâu được cái tiền mà công ty trả ra huy hồng. Có bao giờ mà anh chị đi mua sản phẩm về làm nail mà ai đó lại trả tiền huy hồng cho mình chưa ạ? Cái này nói ra đó thì mình thấy thật là mơ hồ phải không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì nó có thật. Ví dụ như một cái dịch vụ anh chị làm trong tiệm thì công ty sẽ trả ra là 1.5 điểm. Manicure là 1 điểm, Nails là 2 điểm, Soul Solution anh chị mua một cái là 15 điểm, Mudsmart là 17 điểm, Body Loop là 9 điểm. Nhân lên thì anh chị cộng lại, anh chị sẽ có là 122 điểm nhân cho 30 ngày. Anh chị sẽ ra là 3.660 điểm. Với cái 3.660 điểm này đó các anh chị, công ty sẽ trả cho mình đó là 15%. Thì anh chị sẽ có là 5.409 đồng. À, công ty với cái số điểm là 3.660 điểm, công ty sẽ trả ra cho mình 15%. Thì anh chị sẽ có là 549 điểm. Cộng 5.820 đồng với lại 549 điểm, anh chị sẽ có 6.369 đồng. Trinh lấy ví dụ như anh chị nói mình phải mua sản phẩm về trong tiệm để làm. Trinh trừ ra cho các anh chị đó là 1.369 đồng tiền sản phẩm, anh chị vẫn còn thâu vào 5.000. Vậy anh chị đang làm tiệm nail, đặc biệt anh chị đang làm chủ những cái tiệm nail, có cách nào để anh chị có thể tăng thêm 5.000 đồng mỗi tháng trong tiệm của mình hay không? Đặc biệt là vào mùa đông này. Thì ở đây đó, ngành nail của bây giờ và ngành nail của 20 năm trước, nếu mà cho anh chị lựa chọn để mở tiệm nail, thì anh chị sẽ mở tiệm nail của 20 năm trước hay là mở tiệm nail của bây giờ? 20 năm trước rất là dễ mở, mình là những người đi trước, mình rất là dễ kiếm tiền. Còn bây giờ thì rất là khó. Vậy anh chị lựa chọn là sẽ mở tiệm nail của 20 năm trước hay là bây giờ? Chắc chắn là 20 năm trước đúng không ạ? Vậy cái cơ hội này đến với các anh chị cũng là trên cái ngọn sóng nó phát triển, bắt đầu bùng nổ ra rất là mạnh. Vậy anh chị muốn mình là người bắt đầu hay mình là người cuối cùng? Thì đó là lựa chọn của các anh chị. Nhưng khi mà các anh chị lựa chọn rồi thì có rất là nhiều những cái sản phẩm cho các anh chị bán ở trong tiệm. Rất là nhiều các anh chị có những cái tủ trưng bày. Những cái người mà giới thiệu cái video này cho các anh chị, họ sẽ giúp các anh chị thiết kế và trưng bày trong cái tiệm của mình. Anh chị tham gia đăng ký vào để có cái mã số để mua hàng với cái giá sỉ làm miễn phí. Nếu anh chị mua một bộ sản phẩm trải nghiệm, anh chị có thể áp dụng những cái dịch vụ này vào trong tiệm để bán lẻ. Nếu anh chị mua một gói sản phẩm để mà áp dụng trong tiệm, anh chị giới thiệu cho 3 người thì công ty sẽ trả ngay cho anh chị là 150 đồng tiền công anh chị giới thiệu. Ngoài ra còn tặng anh chị thêm một gói sản phẩm miễn phí. Thích không các anh chị? Được trả tiền, làm có tiền, giới thiệu cho bạn bè làm, giúp cho bạn bè có tiền, lại được thêm công ty trả tiền và cho thêm một gói sản phẩm miễn phí nữa. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Và đây là những cái chương trình để hỗ trợ cho các anh chị. Những cái menu rất là đẹp, có những cái loại sản phẩm, những cái loại chân khác nhau. Những cái này rất là professional, từ ngữ rất là chuyên nghiệp các anh chị. Rồi đây là những cái menu về mask, menu về manicure, và có luôn cả những cái menu cho những cái sản phẩm bán lẻ. Anh chị chỉ cần hỏi khách hàng là what do you want today, vậy là xong rồi các anh chị. Có những cái video đó anh chị áp dụng trong cái tiệm để anh chị đỡ phải nói chuyện. Những cái video này sẽ thay thế cho các anh chị để nói chuyện trong cái tiệm. Cái
video này đó, có thể giới thiệu luôn cả sản phẩm cho các anh chị nữa các anh chị. Khoa học gia nói về những cái sản phẩm, nói về cái tính chất khoa học. Thì cái video này anh chị dùng như thế nào? Anh chị chỉ cần bỏ nó lên trên cái... Thì anh chị chỉ cần bỏ cái video này lên trên cái TV, và cái TV sẽ chạy và khách sẽ được nghe mỗi ngày, thì anh chị đỡ rất là nhiều. Và mong rằng những anh chị nào mà được may mắn nghe được cái video này, anh chị có một cái quyết định sáng suốt để có thể thay đổi cuộc sống của mình và thay đổi cuộc sống của gia đình mình, có thời gian cho con cái, có một cái kinh tế vững vàng hơn. Và Trinh mến chúc cho các anh chị có một cái quyết định đúng đắn và thành công hơn, thành công và thành công hơn, có một cuộc sống hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video sau.